Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và sản xuất Tam Phát, đầu tháng 11 năm 2024, công ty có mua một số lượng nhỏ thùng xốp, bao lát, bìa cắt tông để đóng gói thức ăn gia súc cho công ty khác. Tuy nhiên, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2024, do trời mưa lớn, tại khu vực nhà xưởng mái tôn bị dột nên xảy ra sự cố chạm chập điện gây cháy và cháy lan qua các thùng xốp, bao lát, bìa cắt tông. Thời điểm xảy ra cháy không có người thường trực bảo vệ nên đám cháy phát triển nhanh, không phát hiện được. Sau một thời gian, người dân sống gần công ty phát hiện thấy cháy, khói lửa bốc lên nên đã gọi điện cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Bình và công an huyện Bố Trạch, ủy ban nhân dân xã Thanh Trạch, đồn biên phòng Lý Hòa để báo cháy. Sau khi nhận được thông tin báo cháy, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên dãy nhà xưởng và các thùng xốp, bao lát và bìa cắt tông để trong xưởng đã bị thiêu rụi.